Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, phổi là bộ phận quan trọng của cơ thể và ngày càng bị tác động xấu khiến cho độc tố gia tăng. Vì vậy, việc thanh lọc giải độc là rất cần thiết. Nếu chúng ta biết cách làm sạch phổi sẽ cải thiện khả năng hô hấp của phổi, giảm nguy cơ ung thư phổi và các bệnh đường hô hấp. Khi bạn hít thở dễ dàng, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh. Vì vậy, một chế độ ăn uống lành mạnh là điều rất cần thiết cho một cuộc sống khỏe mạnh. Trong chương trình hôm nay, xin giới thiệu tới quý vị và các bạn top những thực phẩm giúp giải độc tố trong phổi mà bạn nên đưa vào thực đơn hàng ngày. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Táo. Táo chứa flavonoid và nhiều vitamin, chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C, giúp duy trì hệ miễn dịch và hệ hô hấp khỏe mạnh. Khi chúng ta có chức năng hô hấp khỏe mạnh, có thể phòng và ngăn ngừa các bệnh về phổi một cách tự nhiên. Cần tây giữ cân bằng các chất hóa học và điện giải như natri và magie được cho là một trong những yếu tố quan trọng giải độc cơ thể. Cần tây là một nguồn dầu natri hữu cơ giúp loại bỏ carbon dioxide từ cơ thể tốt hơn. Do đó, cần tây có lợi cho người bị hen suyễn, vì vậy nên thêm nước ép cần tây tươi vào chế độ dinh dưỡng vì nước ép cần tây chứa hàm lượng cao vitamin C giúp giảm viêm ở phổi. Cà rốt. Trong cà rốt có vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa như lycopene có thể cải thiện sức khỏe phổi và làm giảm nguy cơ mắc bệnh phổi. Các nhà nghiên cứu cho rằng chỉ vài củ cà rốt trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ ung thư phổi khoảng 50%. Tỏi. Tỏi có thể điều trị và ngăn ngừa một số bệnh bao gồm tăng huyết áp, cholesterol máu cao, đái tháo đường và các bệnh về đường hô hấp. Gia vị này có thể dễ dàng thêm vào bất kỳ bữa ăn yêu thích của bạn để tăng hương vị món ăn và còn rất tốt cho sức khỏe. Trong một nghiên cứu, những người ăn tỏi sống tối thiểu 2 lần một tuần giảm 44% nguy cơ mắc ung thư phổi. Gừng. Gừng có các chất dinh dưỡng và các hợp chất hoạt tính sinh học cải thiện sức khỏe và chống lại bệnh tật. Nhai một mẩu gừng nhỏ mỗi khi bạn bắt đầu dùng bữa ăn. Có lợi ích cho sức khỏe, gừng sẽ giúp tiêu hóa và cũng giúp bạn làm sạch các độc tố ra khỏi cơ thể. Thực phẩm của cơ thể là một vũ khí hiệu quả chống lại các bệnh phổi. Sự thiếu hụt vitamin và khoáng chất cần thiết cũng có thể dẫn đến bệnh phổi. Ngoài việc sử dụng các thực phẩm để tăng cường miễn dịch chống lại các bệnh về phổi, hãy bảo vệ môi trường của bạn đang sống, bảo đảm môi trường không khói bụi, nhất là khói thuốc lá, không ô nhiễm không khí, sẽ giúp phổi làm tròn vai trò hô hấp cung cấp oxy cho cơ thể. Thực phẩm chứa vitamin C, các loại trái cây giàu vitamin C, chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp phổi cung cấp oxy đến khắp cơ thể. Vì thế, hãy bổ sung những thực phẩm giàu vitamin C bằng các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh, cà chua, ớt chuông, quả kiwi, dâu tây, nho, dứa và xoài. Thực phẩm chứa carotenoid. Carotenoid là một chất chống oxy hóa đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ ung thư phổi và cũng là siêu thực phẩm có lợi cho bệnh nhân hen suyễn. Nó cũng rất tốt cho bệnh nhân bị hen vì giúp họ giảm đau. Carotenoid được tìm thấy trong một số loại trái cây và rau quả như cà rốt, khoai lang, rau lá xanh, đậm, cải chua. Thực phẩm chứa magie. Magie là loại khoáng chất tốt cho bệnh nhân hen suyễn, làm tăng dung tích phổi để nhận được nhiều oxy hơn và tăng hiệu quả của quá trình hô hấp. Những thực phẩm giàu magie là các loại hạt, đậu, bơ, chuối, cá và quả khô. Trong chương trình ngày mai, xin đưa ra những mẹo đơn giản giúp bạn tránh khỏi tình trạng đầy hơi sau khi ăn. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi để biết thêm nội dung chi tiết. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.